Looking back. Ở cái phần looking back này thì chúng ta có một số từ mới như sau. Rain heavily. Cụm động từ mưa lớn. Walk to school. Cụm động từ đi bộ đến trường. Nó bằng với cụm từ là go on foot. Do homework. Cụm động từ làm bài tập. Write an essay. Cụm động từ viết luận văn. Explain. Động từ giải thích. Effective. Tính từ hiệu quả. Activity 1. Match the adjectives in A with the nouns in B to match phrases. Hãy nối những tính từ ở cột A với những danh từ cột B để tạo ra những cụm từ. Đối với yêu cầu bài tập này thì chúng ta có hai cột, cột A và cột B. Cột A là có những tính từ và cột B là những cái danh từ. Yêu cầu của chúng ta đó là gì? Chúng ta sẽ nối những cái từ ở cột A với những cái tính từ cột A với những cái danh từ cột B để tạo ra một cái cụm từ có nghĩa. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc những cái tính từ ở cột A trước, sau đó chúng ta sẽ đọc cột B và chúng ta sẽ nối và tìm nghĩa của chúng. Number 1, solar. Từ này có nghĩa là thuộc về mặt trời. Number 2, hot là nóng. Number 3, electrical, điện. Number 4, renewable, tái tạo. Number 5, low, thấp. Bây giờ chúng ta sẽ sang cột B. A, water là nước. B, energy sources là nguồn năng lượng. C, energy light bulbs, bóng đèn năng lượng thấp, bóng đèn năng lượng. D, appliances, thiết bị. E, energy, năng lượng. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt nối. Thuộc về mặt trời thì chúng ta có gì? Đó là năng lượng mặt trời. Chúng ta sẽ nối câu 1 với câu A. Câu số 2, hot. Hot là nóng, cái gì nóng? Nước nóng, hot water. Chúng ta sẽ nối câu 2 với câu A. Câu số 3, điện. Cái gì điện? Những cái thiết bị điện. Chúng ta sẽ nối câu 3 với câu D. Electrical appliances. Câu số 4, renewable là tái tạo, được gọi là năng lượng, những nguồn năng lượng tái tạo. Chúng ta sẽ nối câu số 4 với câu B, renewable energy sources. Câu số 5, low, thấp, thì đó là bóng đèn năng lượng thấp. Low energy light bulbs. Activity 2, complete the sentences using the phrases in 1. Hãy hoàn thành những câu sau sử dụng những cụm từ ở bài số 1. Number 1, we should use in our homes to save energy. Chúng ta nên sử dụng cái gì ở những ngôi nhà của chúng ta để tiết kiệm năng lượng? Để tiết kiệm năng lượng, save energy, thì chúng ta nên dùng cái gì? Đó chính là những cái bóng đèn năng lượng thấp, low energy light bulbs. Number 2, do they always turn off this before leaving the room? Có phải họ luôn luôn tắt cái gì đó trước khi họ rời khỏi phòng không? Khi mà chúng ta rời khỏi phòng thì chúng ta thường phải là tắt những cái thiết bị điện để tiết kiệm năng lượng. Vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái từ electrical appliances. Do they always turn off the electrical appliances before leaving the room? Number 3, we can protect the environment by using. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng cái gì? Sử dụng những nguồn năng lượng tái tạo, renewable sources of energy. Hoặc là chúng ta có sử dụng là những cái từ trên như là renewable energy sources, nguồn năng lượng tái tạo. Đó là những gì? Những năng lượng gió, năng lượng thủy điện, năng lượng mặt trời, là những cái nguồn năng lượng nó bảo vệ môi trường. Number four. When energy comes from the sun, we call it. Khi năng lượng đến từ mặt trời thì chúng ta gọi nó là năng lượng gì? Đó chính là năng lượng mặt trời.
solar energy. Number 5. She has day and night because she has solar panels on the roof of her house. À, cô ấy có cái gì đó ngày và đêm bởi vì cô ấy có tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà của cô ấy. Thì cô ấy có nước nóng cả ngày lẫn đêm. Chúng ta sử dụng từ hot water cho vị trí số 5 này. Activity 3. Complete the sentences by using the correct form of the present continuous or present simple of the verbs in the brackets. Hãy hoàn thành những câu sau bằng cách sử dụng hình thức đúng của thì hiện tại tiếp diễn hoặc là thì hiện tại đơn của những động từ ở trong ngoặc. Đối với yêu cầu của bài tập này thì chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức của thì hiện tại tiếp diễn và kiến thức của thì hiện tại đơn. Thì hiện tại tiếp diễn thì công thức của nó là gì? Chủ ngữ cộng is, am, are cộng với động từ thêm in. Đối với thời phủ định thì chúng ta sẽ thêm not sau động từ to be. Chủ ngữ cộng is, am, are cộng not cộng động từ thêm in. Nghi vấn thì chúng ta sẽ đưa is, am, are cộng chủ ngữ cộng động từ thêm in. Còn đối với động từ thường của hiện tại đơn thì công thức của chúng ta có là gì? Chủ ngữ cộng với lại động từ. Nếu chủ ngữ số nhiều thì động từ chúng ta giữ nguyên. Và nếu chủ ngữ số ít thì động từ chúng ta sẽ thêm s hoặc là es. Đối với thời phủ định thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ mượn trợ động từ là do hoặc does. Chủ ngữ cộng do hoặc does cộng not cộng với động từ nguyên mẫu. Và nghi vấn thì chúng ta sẽ đưa does hoặc là does cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu. Còn đối với động từ to be của thì hiện tại đơn đó là gì? Chủ ngữ cộng is, am, are cộng với tính từ hoặc chân từ. Đối với động từ to be ở hình thức phủ định đó là gì? Chủ ngữ cộng is, am, are cộng not cộng với tính từ hoặc chân từ. Hình thức nghi vấn thì chúng ta sẽ đưa is, am, are lên đầu câu, sau đó cộng với chủ ngữ cộng với động và cộng với tính từ hoặc là danh từ. Thì dựa vào những kiến thức mà chúng ta đã ôn lại lúc nãy thì chúng ta sẽ làm 5 câu bài tập số 3 này như sau. Number 1. Look, it's raining heavily. À, nhưng kia, trời đang mưa. Ở đây chúng ta có hành động đang diễn ra. Ở thời điểm nói, sử dụng câu mệnh lệnh look cộng với dấu chấm than thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Câu này mình sẽ chia hình thức hiện tại tiếp diễn như sau. X là chủ ngữ số X, vì thế chữ chúng ta sẽ dùng động từ to be sẽ là is và động từ trong ngoài chúng ta sẽ thêm in vào. Number 2. Anh nhìn kia, trời đang mưa rất là to. Number 2. Normally, they start school at 8 o'clock in the morning. Bình thường thì họ bắt đầu học vào lúc 8 giờ sáng. Ở đây chúng ta có từ normally là trạng từ đi kèm với thì hiện tại đơn. Thì câu này chúng ta sẽ chia ở hiện tại đơn. Đây là chủ ngữ số nhiều thì chúng ta sẽ chuyển nguyên động từ. Number 3. He has got a bike at the moment. Shall he walk to school this week? Anh ấy không có xe đạp vào lúc này, vì thế anh ấy sẽ đi bộ đến trường. Ở đây chúng ta chú ý vào cái từ gì? Từ at the moment là ngay lúc này. Thì người ta mình sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn ở cái thời điểm nói đây xảy ra, hành động xảy ra thì điểm nói chúng ta sẽ sử dụng mà thì hiện tại tiếp diễn. Vì he là chủ ngữ số x, vì thế nên chúng ta sẽ chia động từ to be là is. Động từ trong ngoài chúng ta thêm in vào is walking. Anh ấy không có xe đạp ngay lúc này, vì thế anh ấy đang đi bộ đến trường vào tuần này. Anh ấy sẽ đi bộ đến trường vào tuần này. Number 4. He always do his homework in the evening. Anh ấy luôn luôn làm bài tập về nhà vào buổi tối. Ở đây chúng ta có trạng từ tần suất. Always là hiện tại đơn. Vì thế ở đây he là chủ ngữ số x. Động từ chúng ta sẽ thêm s hoặc es. Ở đây có sẵn cùng bằng o nên chúng ta sẽ thêm es vào. He does it. He always does his homework in the evening. Number 5. I'm afraid I have not time to have just now. I write an essay. Mình rằng là mình không có thời gian để giúp bạn. Mình đang viết một bài luận văn. Ở đây chúng ta có từ bây giờ từ nào? Bây giờ mình rằng là mình bây giờ mình không có thời gian để giúp bạn. Mình đang viết luận văn, hành động đang diễn ra.
tại thời điểm nói, có trạng từ đi kèm của hiện tại tiếp diễn là từ non. Vì thế câu này chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại tiếp diễn. I sẽ đi với động từ to be sẽ là am. I am writing. Động từ trung ngoặc thêm in vào, bỏ e thêm in. I am writing an essay. Activity 4. Find one mistake in each sentence and correct it. Tìm một lỗi trong mỗi câu và hãy sửa nó. Number 1. The students do the process in the unit now. Học sinh thì đang làm dự án trong bài 10 ngay bây giờ. Câu số 1 này thì chúng ta thấy từ gì? Trạng từ đi kèm với từ hiện tại diễn là từ now. Nhưng trong câu cái kia thì ở đây người ta chưa sử dụng thì hiện tại đơn. Thì đó là lỗi sai. Từ đâu này chúng ta phải chia ân thức hiện tại tiếp diễn. The student là chủ ngữ số nhiều, vì thế động từ to be sẽ là are. Và từ đâu này chúng ta sẽ thêm in vào. Number 2. At the moment, the teacher explains how solar energy works. Ngay hiện tại thì giáo viên đang giải thích cách hoạt động của năng lượng mặt trời. Chúng ta có trạng từ đi kèm của hiện tại tiếp diễn, đó là từ gì? At the moment, ngay lúc này. Thì ở động từ của nó phải chia ân thức hiện tại tiếp diễn là EMI cộng động từ thêm in. Nhưng ở đây người ta cho có is nhưng mà không có động từ thêm in. Vì thế từ explain này, chúng ta đó là từ sai, chúng ta khoanh lại và chúng ta sẽ sửa nó là bằng hình thức là thêm in vào. Number 3. Nowadays, people in Africa is not using energy from natural gas. Ngay lúc này, ngày nay, người dân ở châu Phi thì không sử dụng năng lượng từ khí đốt tự nhiên. Ở đây chúng ta có từ nowadays là ngày nay. Người ta trạng từ đi kèm với thì hiện tại tiếp diễn. Vì thế câu này chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để chúng ta viết. Và từ sai là từ dân, người dân ở châu Phi là số nhiều. Nhưng mà người ta cho ở đây là động to be số ít. Vì thế câu này chúng ta sẽ sửa chữ Y thành chữ A. Number 4. They are used wind energy instead of coal. Họ đang sử dụng gió, năng lượng gió để thay thế cho than. Chúng ta chú ý vào từ câu này là câu hiện tại tiếp diễn nhưng mà người ta có EMI nhưng mà động từ đã chưa thêm in, thì chúng ta sẽ gạch chân cái từ you này và chúng ta thêm in vào, sửa lại bằng hình thức là thêm in vào, bỏ e chúng ta thêm in. Number 5. We look for a cheap, clean and effective source of energy now. Chúng ta đang tìm kiếm một nguồn năng lượng rẻ, sạch và hiệu quả ngay bây giờ. Ở đây chúng ta có từ now là hiện tại trạng từ đi kèm với hiện tại tiếp diễn. Vì thế câu này phải chia hình thức hiện tại tiếp diễn. Nhưng người ta chia hiện tại đơn. Vì thế câu này mình sẽ sửa lại từ look. Mình sẽ chia hình thức tiếp diễn của nó là we là chủ ngữ số nhiều. Nên động từ to be sẽ là are. Và động từ look này chúng ta thêm in vào. We are looking for chips. Clean and effective source of energy now. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.